Sáng nay ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ triển khai các biện pháp mạnh phòng chống COVID-19 toàn thành phố. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc thành phố áp dụng các biện pháp mạnh hơn với chủ trương ai ở đâu thì ở đó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy lùi đợt dịch lần này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao nhiệm vụ cho Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định không được ra khỏi nhà, chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để tăng cường các biện pháp kiểm soát, nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống và đặc biệt là xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố. Là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả là các cái vi phạm của các cái cơ quan nhà nước, các cái đơn vị lực lượng trong cái quá trình làm nhiệm vụ. Công an thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý các cái việc này và báo cáo tham mưu cho Thành ủy. Bí thư Thành ủy đề nghị Công an thành phố huy động tối đa mọi lực lượng, phát huy tinh thần trách nhiệm, tin tưởng Công an thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay đẩy lùi COVID-19 trên địa bàn. Đây là một trong những cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn cho cả hệ thống chính trị của chúng ta. Nhưng tôi tin rằng với cái truyền thống, sự quyết tâm thì công chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và cả hệ thống chính trị, người dân thành phố tin tưởng giao cho các đồng chí. Theo kế hoạch, trong thời gian 7 ngày, thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Công an thành phố Đà Nẵng sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ cơ sở, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của thành phố và Bộ Y tế, đảm bảo mọi thời điểm, mọi tuyến, mọi địa bàn đều được kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch của thành phố.